Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để gắn chữ vào mặt với cái tính năng Motion Tracking ở phần mềm Filmora 11. Đây là phiên bản 11.1 nhé. Đây là bản mới nhất ấy, nó có thêm một cái kiểu Word Art, tức là kiểu chữ giống như Word Art ở trong PowerPoint ấy. Rất là hay, bạn có thể dùng nó để gắn vào mặt rất là kiểu to đẹp ấy. Và mình không cần phải design gì cả. Ok. Nếu như bạn nào mà chưa có Filmora 11 ấy, mình sẽ đặt đường link ở dưới mô tả để các bạn tải về. Thế còn nếu như bạn nào muốn nâng cấp rồi là xóa logo các thứ ấy, muốn mua bản quyền ấy, thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Mình có hỗ trợ mua Filmora 11 với mã giảm giá là 20%. Ok, vẫn là 20%. Đi vào phần mềm nhé. Hiện tại là ở đây nhé, đây là cái dự án ví dụ. Để mình xóa hết đi. Đầu tiên mình sẽ dùng một cái clip video cũ của mình nhé, mình sẽ đưa xuống timeline. Ok, sau đây mình sẽ tắt tiếng đi, vào audio tắt tiếng đi, mute. Đầu tiên ấy, để sử dụng cái tính năng motion track nhá, thì các bạn sẽ phải cắt cái đoạn clip đấy ra, cắt cái đoạn mà bạn muốn thêm cái tính năng motion tracking và bạn thêm cái chữ vào đoạn đấy. Bởi vì nếu như là bạn không cắt ấy, thì khi mà bạn sử dụng cái tính năng motion tracking ấy, nó sẽ kiểu nó phải chạy cả một cái video dài ấy, thì nó sẽ rất là lâu. Ví dụ ở đây mình có một cái video rất là dài, mình sẽ cắt được một đoạn này. Cắt đoạn này ra. Ví dụ ở đoạn này, từ đây, từ đoạn này đến đoạn này chẳng hạn, mình muốn kiểu gắn cái chữ vào cái mặt của mình chẳng hạn, thì mình sẽ đưa cái kim thời gian về cái vị trí mà mình cần gắn, sau đó mình sẽ cắt. Thì bạn dùng cái kéo này nhé, hoặc là bạn nhấn Ctrl B, bạn chọn clip, bạn nhấn Ctrl B là nó cắt ở đây. Sau đó play video, play một đoạn, từ giây thứ 5 đến giây thứ 10 chẳng hạn. Ok, ở cái đoạn này mình cắt tiếp. Đó, cắt. Sau đấy mình sẽ làm cái motion tracking cho cái đoạn này thôi, chính là cái đoạn ở giữa này thôi. Sau đó bạn sẽ nhấn phím Shift Home nhé, để đưa cái kim thời gian nó về đầu của cái clip. Đây là cái phím tắt này, phím tắt để bạn có thể đưa cái kim thời gian này về đầu. Ví dụ bạn đưa về cuối thì bạn bấm phím Shift cộng với phím End để đưa về đầu là Shift và Home. Đó, thì nó sẽ chuyển cái kim thời gian về đầu của cái clip. Tiếp theo bạn sẽ dùng cái tính năng motion tracking, bạn sẽ ấn vào đây nhé, ấn vào nút có dấu cộng này, motion tracking. Khi đó thì nó sẽ xuất hiện cho bạn cái tính năng này, motion tracking, ở trong cái phần video và basic nhé. Nhớ nhé, các bạn nhớ ở đây. Sau đó các bạn có một cái điểm này gọi là điểm tracking point này. Thì cái điểm này bạn có thể tắt hoặc mở bằng cái con mắt này, biểu tượng con mắt ở đây. Ấn vào con mắt này nó sẽ tắt mất cái biểu tượng tracking point đi. Ấn vào đây sẽ bật lên. Còn nếu như mà bạn nó di chuyển, nó đi đâu rồi, sau đấy bạn mà muốn nó quay trở lại vị trí ban đầu ấy, thì bạn nhấn nút này, reset, nó reset về vị trí ban đầu, nó sẽ quay trở lại cái trung tâm của cái màn hình. Ok, ở đây mình sẽ chỉnh vào cái trán của mình, motion tracking vào cái trán. Và mình kích vào các cái nút ở bên cạnh ấy, nút ở bên kạnh của cái hộp ấy, để mình điều chỉnh kích thước của nó. Ví dụ mình track vào cái mặt nhé. Chú ý là khi mà sử dụng cái tính năng motion tracking này, phần mềm nó chỉ track được cái, tức là cái điểm mà video mà camera của bạn nó, tức là lấy nét vào đấy thôi, chứ còn nếu nó bị out nét các thứ là phần mềm nó không track được. Lúc đấy bạn phải điều chỉnh bằng tay rất là mệt. Ví dụ mình đây mình sẽ đặt vào cái trán này nhé, sau bạn nhấn vào nút này start tracking để cho phần mềm nó bắt đầu nó track cái trán của mình. Đó là nó rất là hay ấy. Filmora thì khi mà nó càng nâng cấp lên cái bản mới ấy, thì cái tính năng motion tracking này nó càng nhanh, tức là nó càng cải thiện. Ví dụ đoạn này mình sẽ ấn vào start tracking, nó rất là nhanh, các bạn nhìn đây, phần trăm nó chạy này. Ok, thì sau khi nó check xong rồi thì bạn sẽ có được các cái dữ liệu ở trên timeline nhé. Ví dụ bạn play này, bạn sẽ nhìn được cái điểm này, tức là cái điểm check nó chạy đi đâu. Nếu như mà bạn nào khi mà có camera mà nó bị out nét chẳng hạn và bạn muốn điều chỉnh thì bạn có thể play này. Đó, sau bắt đầu bạn kích vào đây, bạn điều chỉnh. Bạn có thể điều chỉnh ra đây lung tung này. Đấy thì các bạn nhìn này, thì cái keyframe ở trên timeline ấy, cái màu đỏ này, tức là nó đã điều chỉnh cái vị trí của cái tracking. Bạn kéo giãn cái timeline ra bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có rất là nhiều các cái keyframe đây. Đó. Màu đỏ này, tức là bạn điều chỉnh một vị trí mới thì cái keyframe ở dưới này nó thay đổi. Tuy nhiên ở cái ví dụ này thì mình sẽ không điều chỉnh gì cả cho nó đỡ mệt. Ok, coi như là phần track đã xong. Bây giờ các bạn sẽ thêm một cái chữ, vào đây để bạn gắn vào đây. Ví dụ mình muốn đặt tên mình chẳng hạn, đúng không? Thêm chữ, mình sẽ vào phần title. Thì trong Filmora 11.1 thì nó có thêm phần này nhé, phần là Work Art này nhé. Work Art này thì là nó là hoàn toàn miễn phí thôi. Ở đây nó có 20 cái mẫu miễn phí. Ví dụ mình thêm vào đấy mình có rất là nhiều cái, ví dụ cái này này, mình kích đúp vào nhé, kích đúp vào để tải này, sau đó kích đúp vào để play xem nó có đẹp không. Đó, chữ màu này rất là đẹp đúng không? Nếu bạn thích cái này, ok, bạn kéo nó xuống timeline và bạn đặt nó vào ngay cái chỗ vị trí, ngay cái vị trí mà cái motion tracking ấy. Để mình zoom bé nó lại, đây nó sẽ như này. Đó, có cái chữ ở đây. Tiếp theo là bạn sẽ đổi cái chữ, kích đúp vào cái chữ này, bạn đổi nó sang ví dụ tên hoặc là hello chẳng hạn, hello friends. Đó, xin chào các bạn đúng không? Ok, và sau đấy mình sẽ đổi cho nó thành hai dòng nhé. Mình kích vào đây xong mình nhấn enter này. Đó, sau bắt đầu mình nhấn vào cái này căn giữa rồi, nó hơi to. Mình sẽ đổi cái chữ xuống khoảng tầm cỡ 70 này. 70. Ok. Rồi bây giờ chữ này ok rồi, mình sẽ kéo nó ra chỗ này chẳng hạn. Mặc dù thôi kéo thì chưa cần kéo cũng được, tại vì tí nữa mình khi mà mình cho cái này nó track theo cái mặt ấy, thì nó lại chạy ra chỗ khác. Tức là mình sẽ kích ok, tạm thời kích ok. Sau đó mình sẽ kích vào cái clip, tức là vào cái video, kích đúp vào cái video để mình chọn cho nó cái chữ đã, để cho nó check theo. Mình ấn vào cái menu xuống xuống này, xong mình chọn này add title. Đó, đấy, cái chữ nó nhảy không? Các bạn nhìn thấy cái chữ nó nhảy từ đây đến đây, giờ nó nhảy thẳng vào cái chỗ mà cái điểm check ấy. Ok, nhưng mà sau đấy mình sẽ điều chỉnh, ví dụ mình đặt ở chỗ này. Đó, sau đây mình kích vào ok, như vậy là xong rồi. Đây là cái tính năng gọi là motion tracking, và bạn gắn thêm một cái chữ vào cái mặt của nhân vật nhé. Đây, mình sẽ play cho các bạn xem. Đó, nó có chữ ở đây đúng không? Rất là đẹp. Đến đây hết rồi. Ok, đấy đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để sử dụng cái tính năng motion tracking ở trong phần mềm Filmora, và làm nào để gắn cái chữ vào cái mặt của nhân vật với cái tính năng mới. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Còn nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, liên quan đến phần mềm hoặc là YouTube các thứ ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn và trả lời các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.